Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là Routine Càng A của Kia Seoul 2009. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty CTR, một trong những tập đoàn rất là nổi tiếng về sản xuất linh phụ kiện phụ tùng gầm máy cho ô tô, nhất là những dòng xe Hàn. Riêng nói đến Routine thì CTR này là một, có thể nói là chỉ đứng sau Mobis thôi anh em nhé. Đây về cái quy cách đóng gói của nó là mỗi một sản phẩm thì sẽ được đóng gói trong một chiếc hộp với thương hiệu CTR như thế này. Đó, đây là cái mã sản phẩm của nó này. Đó, và đây chính là cái Routine Càng A của nó. Đó, đây anh em có thể nhìn này. Đó. Với cái chất liệu thép hợp kim cao cấp này thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như là thời gian sử dụng sản phẩm. Thì vừa rồi em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là Routine Càng A của Kia Seoul 2009. Anh em quan tâm tìm hiểu về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ thay thế lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.